Xin chào mọi người nhá. Rất vui khi mọi người đã quay trở lại với cả video chia sẻ tiếp theo của mình. Ok. Hôm nay mình có một mẹo nho nhỏ trên Facebook muốn giới thiệu cho các bạn cùng biết đến nhé mọi người nhá. Đấy thì ví dụ như là chúng ta xem Facebook như này đúng không mọi người? Và chúng ta nhìn thấy những cái video ở trên Facebook chẳng hạn. Thì chúng ta muốn tải cái video ở trên Facebook này về thì phải làm như nào? Và tải ở cái chế độ là Full HD nhé mọi người nhá. Thường thường thì mọi người cũng vẫn tải được bình thường, nhưng mà ở cái chế độ 720 thôi chứ không được Full HD như mình. Đấy thì ví dụ như cái Facebook này Anh chẳng trong hạn, việc thì không chết đúng không? người như thành vô chứ. Đấy, ví dụ như cái video này mình muốn tải cái video này Full HD về điện thoại của mình nhá mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người. Đấy, thì đầu tiên thì các bạn đang lướt Facebook như mình thì các bạn vào cái video như mình Anh nhá. trong việc thì không chết người như thành vô chứ mình ở nếu không ấy là chết. Rồi, tiếp theo thì bạn chọn vào cái mục chia sẻ này các bạn này. Chia sẻ. Và các bạn ấn vào cái chữ là sao chép liên kết nha các bạn nhé. Rồi, ok. Khi chúng ta đã sao chép liên kết cái đường link của video này, các bạn ra cái phần mềm là Chrome ở trên điện thoại Android hoặc là vào Safari của iPhone thì nó đều giống nhau nhé mọi người nhé. Rồi, mọi người tìm đến cái đường link cho mình là fdownload.net. Đây mọi người ơi, đấy. Mọi người lên tải cái video ở trên Facebook về qua một cái trang web như này nhá, chứ các bạn không nên tải ở bên cái ứng dụng bên thứ ba. Bởi vì ứng dụng bên thứ ba là ứng dụng nó bắt các bạn là đăng nhập cái tài khoản Facebook của chúng ta vào đấy. Thì rất có thể là các bạn sẽ bị hack mất đích nhá. Rồi. Các bạn sẽ dán cái đường link vừa các bạn sao chép vào đây, dán vào và chúng ta ấn vào download. Rồi ok, thì nó sẽ hiện ra cái video mà các bạn muốn download về đúng không? Rồi các bạn ấn vào cái chữ mode option này. Mũi tên xuống cho mình và các bạn chọn cái phần là download file HD nhé mọi người nhá. Bởi vì ví dụ các bạn new sẵn ở trên Facebook về đúng không? Nó chỉ được cái chế độ SD này thôi. Và chúng ta vào cái trang web này chúng ta sẽ download được HD. Đấy, thì cái phần mềm này cái trang web này nó rất chi là hay nhé mọi người nhá. Mọi người không nên tải qua những cái ứng dụng bên thứ ba. Rồi, đây bắt đầu nó hiện xuống là đang tải đây mọi người này. Thì chúng ta đợi chạy xong phần trăm này nhé mọi người nhé. Ok, mình xin phép là tua qua đoạn này nhé. Ok, sau khi cái điện thoại nó báo là đã tải về hoàn tất này thì chúng ta chỉ cần vào cái bộ sưu tập của chúng ta thì lập tức cái video này nó đã ở trong cái bộ sưu tập của chúng ta và ở cái chế độ là nét nhất HD nhé mọi người nhé. Đấy thì hôm nay mình chia sẻ cho mọi người cách làm thế nào để tải video ở trên Facebook chế độ Full HD về điện thoại của chúng ta nhé mọi người nhé. Đấy thì mọi người thấy video của mình chia sẻ hay và hữu ích thì cho mình xin một like, một lượt đăng ký nhé. Và chia sẻ video này để cho mọi người cùng biết cách tải video trên Facebook về trên điện thoại của chúng ta nhé. Ok, xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những cái video chia sẻ tiếp theo nhé.